Trong hơn một thập kỷ qua, dường như Cbiz đang bị thống trị bởi những cái tên đến từ thế hệ 8X, mà đặc biệt là lứa tiểu hoa sinh sau năm 1985 và thế hệ đầu 9X. Tuy nhiên, trong vòng 2 đến 3 năm gần đây lại là giai đoạn vươn lên và bứt phá hết mình của những ngôi sao trẻ, đặc biệt thế hệ giữa 9X của cảnh nữ. Trong đó, có lẽ hội 94 Live đang khiến nhiều người phải dè chừng nhất. Hãy cùng điểm qua những gương mặt nổi trội nhất nhé! Lương Khiết. Lương Khiết sinh ngày 16 tháng 6 năm 1994, hiện đang là một trong những nữ diễn viên nổi bật nhất dưới trướng công ty giải trí Hoa Sách. Lương Khiết bắt đầu gia nhập làng giải trí từ năm 2014, nhưng phải đến năm 2017 khi bộ phim cổ trang chiếu mạng Song Thế Sủng Phi đóng cùng với Hình Chiêu Lâm được lên sóng, thì Lương Khiết mới bắt đầu được nhiều người biết đến. Sau series cổ trang Song Thế Sủng Phi, Lương Khiết còn sở hữu không ít tác phẩm nổi bật như Tuyệt Thế Song Kiều, Em Là Định Mệnh Đời Anh, Một Ngày Trở Thành Em, Nhạn Quy Tây Song Nguyệt, Phi Hồ Ngoại Truyện, Tôi Có Thể Gặp Được Vị Cứu Tinh. Sở hữu ngoại hình nhỏ nhắn, nụ cười ngọt ngào, nữ nghệ sĩ luôn được ưu ái vào những vai dễ thương, ngốc bạch ngọt nhưng không kém phần lém lỉnh. Ở thời điểm hiện tại, cô nàng đang nỗ lực thử sức ở nhiều thể loại nhân vật để không bị đóng khung, một màu với hình tượng cô gái ngây thơ, đáng yêu. Nhìn vào quá trình hoạt động của cô nàng, mọi người đều có chung một nhận định là chậm mà chắc. Bởi cô luôn giữ vững phong độ ổn định, tuy không nổi đình nổi đám nhưng cũng không hề mờ nhạt. Sắp tới đây, Lương Khiết có bộ phim Cây Ô Liu màu trắng hợp tác cùng với Trần Chiết Viễn sẽ được lên sóng. Đây là dự án phim hiện đại được nền tảng IKEA đầu tư trọng điểm với quy mô lớn và được kỳ vọng sẽ gặt hái được những thành tích tốt. Cúc Tịnh Y. Cúc Tịnh Y sinh ngày 18 tháng 6 năm 1994. Ban đầu, cô gái đến từ Tứ Xuyên này nổi lên với tư cách là một ca sĩ idol đến từ nhóm nhạc SNH48. Nhờ sự tung hứng của giới truyền thông thông qua biệt danh Mỹ Nhân 4.000 năm có một mà Cúc Tịnh Y bắt đầu trở nên bạo hồng. Sau đó, cô nàng bắt đầu lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh. Những năm gần đây, Cúc Tịnh Y dường như xuất hiện trước công chúng với tư cách là một nữ diễn viên nhiều hơn là một nữ ca sĩ. Cúc Tịnh Y có lợi thế lớn về nhan sắc và nhân khí nên rất được các nhà làm phim săn đón. Nữ diễn viên tạo dựng được tên tuổi của mình qua các bộ phim như Vân Tịch Truyện, Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ, Như Ý Phương Phi. Thế nhưng phần thể hiện của cô trong các tác phẩm được khán giả nhận xét là khá đơ và chưa linh hoạt, cần cải thiện nhiều hơn. Cúc Tịnh Y lắng nghe khán giả và hiện tại dù chưa thực sự xuất sắc nhưng cũng có phần tiến bộ hơn qua các tác phẩm Mộ Nam Chi, Hoa Nhung, Hãy Yêu Nhau Dưới Ánh Trăng Tròn. Năm 2024, Cúc Tịnh Y có hai bộ phim được cộng đồng mạng thảo luận sôi nổi. Nếu phim Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 nổi tiếng vì tai tiếng với những lùm xùm tranh giành phiên vị giữa Cúc Tịnh Nghi và Trần Chiết Viễn, thì bộ phim Hoa Gian Lệnh lại may mắn nổi tiếng vì nội dung hấp dẫn và được khán giả đón nhận, nhiệt độ và lượng người xem của Hoa Gian Lệnh đều tương đối tốt, giúp ích lớn cho danh tiếng của Cúc Tịnh Y. Hiện tại, Cúc Tịnh Y đang có dự án phim cổ trang Thiên Hương đóng cùng Tống Uy Long. Đồng thời, cũng có thông tin nữ diễn viên sẽ tham gia dự án Thất Tinh Thải đóng cùng một tiểu sinh lưu lượng thế hệ 95. Bạch Lộc. Bạch Lộc sinh ngày 23 tháng 9 năm 1994, cô được lòng người xem qua các vai nữ cường, mạnh mẽ thậm chí là giả trai. Không chỉ sở hữu ngoại hình xinh đẹp, cô nàng Bạch Lộc còn ghi điểm bởi lối diễn xuất tự nhiên, khả năng biến hóa nhanh nhạy trong từng vai diễn. Khán giả nhớ đến nữ diễn viên thông qua một loạt vai diễn độc đáo trong Phượng Tù Hoàng, Chiêu Dao, Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa, Cửu Lưu Bá Chủ, Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương. Năm 2021, Bạch Lộc được đông đảo khán giả chú ý và quan tâm nhờ bước đột phá từ vai diễn Thôi Thời Nghi trong Châu Sinh Như Cố. Không chỉ ghi dấu diễn xuất mà hiệu ứng cặp đôi giữa cô và Nhậm Gia Luân cũng vô cùng tốt. Sự kết hợp ăn ý đó đã khiến hai người trở thành cặp đôi lấy đi nhiều nước mắt của khán giả. Đây là bước đệm quan trọng giúp Bạch Lộc tỏa sáng và có được vai diễn để đời trong sự nghiệp. Có thể nói đây là giai đoạn vàng son của Bạch Lộc khi cô liên tiếp gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp. Năm 2023 là một năm thành công đối với Bạch Lộc, khi cô có đến 3 bộ phim được khán giả đón nhận nhiệt tình và thu về lượng người xem ấn tượng trên các nền tảng. Có thể kể đến như Trường Nguyệt Tẫn Minh, Ninh An Như Mộng và Dĩ Ái Vi Doanh. Cũng trong năm 2023, sau khi quay xong phim Bắc Thượng, Bạch Lộc lại tiếp tục đảm nhận vai nữ chính của dự án Bạch Nguyệt Phạn Tinh hợp tác cùng Ngao Thụy Bằng. Bước tiến của Bạch Lộc được truyền thông Trung Quốc đánh giá là nhanh chóng và mạnh mẽ và vẫn còn có thêm nhiều cơ hội tỏa sáng hơn nữa trong tương lai. Châu Vũ Đồng. Châu Vũ Đồng sinh ngày 21 tháng 9 năm 1994. Cô tham gia diễn xuất từ năm 2013 và gặt hái được một số thành công nhất định. Một số tác phẩm tiêu biểu của Châu Vũ Đồng có đến như Trở Lại Tuổi 20, Trước Lúc Bình Minh, Thượng Ẩn, Khoảng Cách Năm Ánh Sáng Giữa Anh Và Em. Tuy nhiên, phải đến giai đoạn 2019 đến 2020 cái tên Châu Vũ Đồng mới bật lên tại Cbiz.
nhờ hiệu ứng từ hai bộ phim ăn khách là Đại Tống Thiếu Niên Chí đóng cùng Trương Tân Thành và Chúng Ta Bắt Đầu Yêu Sau Khi Cưới đóng chung với Cung Tuấn. Năm 2021, cô tiếp tục ghi dấu diễn xuất qua bộ phim truyền hình Nơi Xứ Người Tôi Rất Ổn được phát sóng trên đài Hồ Nam. Năm 2023, Châu Vũ Đồng hoạt động chăm chỉ với hai bộ phim lên sóng là Tình Yêu Mà Thôi và Đại Tống Thiếu Niên Chí 2. Ngoài ra, còn tham gia vào phim Vấn Tâm với vai trò khách mời. Mỗi một nhân vật đều được Châu Vũ Đồng thể hiện một cách linh hoạt, giúp người xem cảm nhận bộ phim một cách chân thực, sâu sắc. Sở hữu ngoại hình xinh đẹp và diễn xuất chắc tay, vì thế Châu Vũ Đồng được cộng đồng mạng ủng hộ nằm trong danh sách dàn tiểu hoa 9X tài sắc vẹn toàn của CBiz. Sắp tới đây, bộ phim Sắc Xuân Gửi Người Tình của Châu Vũ Đồng đóng cùng với nam diễn viên Lý Hiện sẽ được lên sóng từ ngày 21 tháng 4 trên nền tảng Tencent Video và trên đài CCTV8. Với nội dung chữa lành và diễn xuất chắc tay của dàn diễn viên chính, Sắc Xuân Gửi Người Tình được kỳ vọng sẽ đạt được thành công như bộ phim Đi Đến Nơi Có Gió trước đó. Hình Phi. Hình Phi sinh ngày 1 tháng 10 năm 1994, cô bắt đầu chập chững vào nghề từ năm 2015 thông qua một chương trình về diễn xuất. Do Đài Hồ Nam và Học viện Hí Kịch Thượng Hải liên kết sản xuất có tên là Sinh viên Nam Nhất. Sau 3 tháng học tập, cô đạt được chứng chỉ tốt nghiệp của Học viện Hí Kịch Thượng Hải và chính thức gia nhập giới giải trí kể từ đó. Dấu ấn đầu tiên mà Hình Phi để lại cho khán giả chính là vai diễn An Sơ Hạ trong bộ phim truyền hình chiếu mạng Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi. Năm 2019, thông qua vai diễn Tư Đồ Mạt trong Gửi Thời Thanh Xuân Ấm Áp của Chúng Ta càng thêm được sự chú ý, hơn ngoại hình trong trẻo tươi sáng mà Hình Phi thường xuyên được chọn mặt gửi vàng cho các vai diễn thiếu nữ năng động, trẻ trung trong các tác phẩm thanh xuân vườn trường. Từ đó, cô được cư dân mạng yêu ái gọi là nữ thần thanh xuân của màn ảnh Hoa ngữ. Mặc dù sự nghiệp của Hình Phi vẫn chưa có nhiều đột phá, cũng như chưa có cơ hội tham gia vào các dự án quá lớn, nhưng cô vẫn sở hữu trong tay rất nhiều bộ phim chiếu mạng nổi bật như Thiếu Nữ Toàn Phong, Lớp Trưởng Điện Hạ, Hạnh Phúc Nhỏ Của Anh, Tiểu Thư Quạ Đen và Tiên Sinh Thần Lằn, Minh Nguyệt Từng Chiếu Giang Đông Hàn. Mới đây, bộ phim Liệt Diễm do Nhậm Gia Luân và Hình Phi đóng chính cũng đã lên sóng trên iQIYI, dù không đạt được kết quả bùng nổ như mong đợi. Nhưng bộ phim lại giúp Hình Phi có thêm được một lượng người theo dõi đáng kể trên Weibo, đồng thời mở ra cho nữ diễn viên thêm nhiều cơ hội thăng tiến trong thời gian tới. Khương Bội Giao. Khương Bội Giao sinh ngày 10 tháng 3 năm 1994 tại Bắc Kinh. Năm 2016, cô tốt nghiệp thạc sĩ ngành diễn xuất của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Nhìn vào lịch sử vai diễn của Khương Bội Giao, có thể thấy con đường diễn xuất của nữ diễn viên có khá nhiều điểm sáng. Cô từng tham gia nhiều phim truyền hình lẫn điện ảnh. Khương Bội Giao từng tham gia các phim điện ảnh như Sứ Mệnh Nội Gián 2, Bản Sắc Anh Hùng 2018, Truy Tung, Phong Lâm Hỏa Sơn. Còn đối với phim truyền hình, dù đa phần chỉ đảm nhận các vai nữ phụ, nhưng các vai diễn của Khương Bội Giao đều để lại ấn tượng sâu sắc với khán giả. Một số phim truyền hình nổi bật mà cô đã tham gia gồm có Cá Mực Hầm Mật, Tình Yêu Thôi Mà, Bác Sĩ Phi Phạm. Nửa cuối năm 2023, Khương Bội Giao khiến khán giả cực kỳ thích thú khi xuất hiện với hình ảnh và phong cách đầy mới lạ, trẻ trung. Trong Dị Nhân Chi Hạ, nữ diễn viên đảm nhận vai diễn Hạ Hòa, một nhân vật phản diện có vẻ ngoài cực xinh đẹp với mái tóc hồng thời thượng, lôi cuốn. Sau đó, Khương Bội Giao tiếp tục thu hút nhiều sự yêu thích của người xem nhờ vai diễn Tất Nhược San, bạn thân của nữ chính Trịnh Thư Ý trong phim Dị Ái Vi Doanh. Tất Nhược San nổi bật với ngoại hình quyến rũ, gu ăn mặc thời thượng, mà cô còn là một cô gái bản lĩnh, thông minh và luôn hành xử thấu đáo. Khương Bội Giao được nhận xét là một cô gái quyến rũ từ mọi góc độ, mang đến một cảm giác rất đặc biệt cho người đối diện. Cùng với ngoại hình nổi bật và kỹ năng chuyên môn vững vàng, từ phim hài, phim nghệ thuật đến phim hành động phá án, nữ diễn viên đều có thể thoải mái thể hiện các vai diễn của mình. Tuy Khương Bội Giao không phải diễn viên hot theo cách nhìn của công chúng, nhưng với số lượng fan hâm mộ ngày càng tăng lên, đủ giúp cô thu hút sự chú ý. Từ Lộ. Từ Lộ sinh ngày 28 tháng 12 năm 1994. Trong số những cái tên đã được chúng mình nhắc đến trong video, Từ Lộ chính là người bước chân vào con đường nghệ thuật sớm nhất. Bắt đầu từ năm 2008, Từ Lộ đã được đạo diễn Lý Thiếu Hồng lựa chọn đóng vai Tiết Bảo Cầm trong phim Tân Hồng Lâu Mộng. Từ đó cô bắt đầu dấn thân vào con đường diễn viên điện ảnh và phim truyền hình. Ngay từ những ngày đầu ra mắt, Từ Lộ đã được ví như là một viên ngọc quý tiềm ẩn của CBiz, khả năng diễn xuất sáng giá nhưng cần phải mài giũa theo thời gian. Đáp lại kỳ vọng của người hâm mộ, nữ nghệ sĩ dần hoàn thiện hơn và cho ra đời nhiều tác phẩm chất lượng. Từ Lộ sở hữu cho mình nhiều bộ phim nổi bật như Cửu Châu Hải Thượng Mục Vân Ký, Đại Binh Tiểu Tướng, Kim Bài Hồng Nương, Không Thể Không Yêu, Trường An 12 Canh Giờ, Nguyệt Ca Hành, Thời Gian Lương Thần Mỹ Cảnh. Vốn là diễn viên có thực lực, thế nhưng sự nghiệp của người đẹp sinh năm 1994 lại không có nhiều bước đột phá, bị đánh giá là mờ nhạt so với các diễn viên bằng tuổi khác. Sự nghiệp diễn xuất của cô cũng có phần chững lại sau scandal liên quan đến cái chết của cố diễn viên Kiều Nhậm Lương.
Hy vọng rằng Từ Lộ sẽ sớm lấy lại phong độ, tìm về thời huy hoàng để vực dậy bản thân. Theo bạn, ai là người tài năng, xinh đẹp nhất trong dàn nữ diễn viên sinh năm 1994 của Cbiz mà mình đã nhắc đến trong video? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn trong phần bình luận nhé! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. See you!